Quang Sát Đức Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh và xanh của toàn quốc. Thưa quý vị, Quang Sát Đức Huy đang có mặt ở vườn của anh Thịnh ASEAN, một vườn cây có rất nhiều những tác phẩm quý, tác phẩm ấn tượng. Và bên cạnh đó, Quang Sát Đức Huy còn nhìn thấy, thưa quý vị, phải nói là cái phôi rất rất là quý, và phôi quý ngay trước mắt quý vị. Phôi như thế này quý vị nhìn thấy có quý không, có tiềm năng không? Và cùng ngắm này có anh Hoạt và anh Toàn. Anh em chào hai anh nhé. Chào bác sĩ Đức Huy. Anh ơi, em đến mà phải ấn tượng cái phôi này. Tê người, ngắm sướng tê. Đây là một cái phôi rất rất tiềm năng ở trong vườn các anh nhỉ. Rất nghệ thuật, rất tiềm năng, rất là uy lực. Phôi này thì các anh, anh ơi, anh có thể cho em biết là cái phôi này mà anh Thịnh anh ấy mua về đây được lâu chưa anh? Mang về đây mới nhưng mà mua cũng lâu rồi. À. Phôi này là Hoạt để cho anh Thịnh. À. Trước là của Hoạt. Trước của anh Hoạt à? Trước của Hoạt. Thế anh bán cho anh Thịnh được lâu chưa anh? 2 năm rồi. Nhưng mà bán cho anh Thịnh 2 năm nhưng mà anh Thịnh mới mang về được. Chào hai chị em. Chào chị nhá, chào em. Nay anh Toàn ngắm được cây rõ hơn rồi nhá. À Đức Huy ạ. À. Dạ. Cây này là Hoạt bán cho anh Thịnh được 2 năm nhưng mà anh Thịnh mới mang về được 1 năm. Vâng. Chừng 1 năm trước thì để vườn nhà Hoạt, nhưng mà Hoạt đã bảo anh Thịnh ơi, em xin anh mang cây của anh về đi, không anh để đây người ta cứ hỏi cây của anh, người ta không hỏi cây của em. Thế là anh Thịnh mới khổ về đấy. À. Thế thưa quý vị, cái phôi như thế này thì đây là cái niềm ao ước rồi của anh em chơi cây rồi. Phôi to lắm quý vị nhá. Cái chậu này phải tầm hơn 2 mét đấy anh Thịnh, anh Hoạt nhỉ? 2 mét rưỡi trong chậu này quý vị nhá. Thế quý vị hình dung là bệ dạ rộng, cây rộng thế nào. Bệ cây này phải gần 2 mét. Tầm 2 mét đấy, chiều dài bệ. Và cây có một cái thân có những cái đường co lắc rất là dẻo, và còn có cộng hưởng của những cái giàn tử rất đẹp. Và những cây to này thì có nhìn đẹp như là sụn nhỉ, và quan trọng là khi phôi nhưng mà có cái độ già là chúng ta nhìn thấy cái điểm nhũn, điểm hóa. Và các nghệ nhân cũng đã nuôi, đã giật được rất nhiều rồi. Cổ ngọn có rồi, chỉ cần nuôi to hơn một chút thôi. Cây này thì anh Hoạt chia sẻ một chút. Trước kia thì về anh được bao năm thì anh nhượng cho anh Thịnh? À, anh Hoạt ơi. Mình về mình được 1 năm. 1 năm thôi. À. Anh khai quật ở đâu rồi được cái đồ quý thế này? Đó là của sáng lập của nghệ nhân, và cũng là vừa thiên nhiên và về nghệ nhân tạo tác ra cái phần rất đôi điểm này đấy, điểm trong này là những cái bờ tường, bờ gạch đây đúng không đấy. Trong này tất cả là gạch ở trong này hết này. Đấy. Ôm đây và ôm một gạch đây này và ra. Thế và qua cái bàn tay tạo tác của các nghệ nhân thì tạo nên cái đường nét này, vừa là có nét thiên tạo và vừa nhân tạo. Đoạn này sướng nhỉ. Ừ. Anh ơi, em nhìn thấy cái giàn tử này. Giá trị nhỉ? Giàn tử tạo cái chiều sâu cho cái phôi này rất lớn. Quý vị nhìn thấy bên trái là một cái tử này, một tử quý nhá. Và bên này có 2 tử nữa. Và các chốt đóng ở cái điểm rất là chuẩn. Và rất hợp lý. Quý vị nhìn thấy chốt 1, chốt 2 ngọn cân đối với tỷ lệ để mà những cây to như này lui được các chốt như này thì trải qua cái quá trình thời gian rất lớn. Và đến tầm này rồi thì cái bộ khung cũng tương đối rồi, chúng ta nhìn thấy
cái hình dáng của một cái phôi quý rồi, tác phẩm quý trong một tương lai rất gần. Cái này thì cũng cần phải có thời gian khoảng 5 đến 7 năm nữa. Anh Hoạt công nhận không? 5 7 năm nữa. 5 đến 7 năm. 10 năm nữa thì mới hoàn thiện xong. Vâng. Cây to này thì như vậy 5 đến 7 năm nữa với một cái phôi tầm thước như này thì cái thời gian cũng không phải là dài. Thì kính thưa quý vị là từ lúc xây dựng thì cây này cứ phải tính hàng 15 năm trở lên. Anh Hoạt công nhận không? 15 năm phải tầm đấy. Nó mới hoàn thiện được mọi mặt. Này mà sai quý đến vừa đến cổng thì nhìn thấy cái phôi này cũng gai gai người. Vì đây là cái phôi đồ quý. Và lại có duyên gặp chủ nhân cũ ở đây. Đó là anh Hoạt ở đây. Và đây là cái thước phim kỷ niệm của cái phôi này. Và có thể sau này chúng ta sẽ khi hoàn thiện chúng ta sẽ lật lại những cái ký ức cũ để chúng ta cảm nhận được cái thay đổi của tác phẩm này, của phôi này. Sau này là tác phẩm nhưng bây giờ là phôi. Và chúng ta ngắm một số phôi nữa. Bên cạnh những tác phẩm hoàn thiện thì chúng ta sẽ ngắm một số phôi quý. Đây một cái phôi nữa quý vị nhé. Cái phôi này từ cái cây gì mà nó hóa tán đặc biệt tán tầng, tán tầng. À tán tầng anh. Anh rất thích phôi này Đức Huy ạ. Vâng. Chính là anh quay lại đây hôm nay để ngắm lại một lần nữa ban ngày. Thế à? Phôi này hả? Đúng gu của anh. À đúng gu của anh Toàn. Anh thích cây nó quái xịn. Chúng ta ngắm dáng thế một, chút. Một cái phôi đã có những cái đường hóa rất là đặc biệt. Bản thân cái xuất phát điểm là cây tán tầng. Vì cây tán tầng một cái thân chính đã cắt rồi. Và lui được cái một cái thân phụ này hiện nay trở thành thân chính to như này. Không hề đơn giản một chút nào. Đúng gu của anh Toàn. Rồng cao hoặc có nó cần phải gài đá lên đá không các anh? Chúng ta đến với một cái phôi khủng nữa. Anh ơi các anh ơi. Phôi này cũng là cái phôi gớm mặt nhỉ. Phôi này cũng của Hoạt để cho anh. Phôi này cũng của anh Hoạt à? À, phôi này kính thưa quý vị là cũng của anh Hoạt. Một phôi trực. Đường kính thật. Đường kính phải 1,5 m, đường kính thân. Đường kính thân 1 m, hơn 1 m đấy, đúng không? Hơn 1 m. Phải tầm sấp xỉ 1,5 m, sấp xỉ 1,5 m. Cao và cái 1,6 m. Anh ấy cái thân trực nhưng mà em cảm nhận thấy có những cái điểm lồi lõm, tạo được cái chiều sâu. Đúng rồi. Cây này to nhưng mà nó rất là sâu cây. Sâu cây chứ. Nhiều cái điểm cục, nhiều cái điểm khó. Cây này làm xong ấy thì cũng là một cây rất là quý. Vâng. Cũng là cái phôi quý của anh Hoạt để cho anh Thịnh quý vị nhé. Và anh Thịnh thì mê cây lắm. Và cũng như ngồi tâm sự với này bác bảo vệ là 2-3 giờ sáng ông ấy đi ngủ rồi cứ thấy cặp gà cặp cạch dậy, hóa ra anh Thịnh một mình đục cây, cắt cây. Và cũng như cái phôi trước anh Hoạt à, thì em cũng thấy là các tay cút đã nuôi tương đối rồi, đầy đủ rồi. Chào con cha đi quỳ nhá. Ôi giời ơi. Ôi cho chào chú Đạt Hồng Kông nhá. Chào chú. Đại ca phần đèn chào anh. Đây mất tỉnh cháu được người này. Hôm nay có các chú các anh cùng ngắm cây ở vườn anh Thịnh Asia. Khủng khiếp thật, to lắm quý vị ạ. Đại ca.
Nhưng các anh đã lui giật được, có sao tôi cảm nhận là giật được 2 nhịp rồi. Hôi này xong thì chắc chắn là phải tầm cao tràn 2 mét nhỉ? Yeah. Có thì tầm 1m7. 1m7 thôi anh. À, em nghĩ là 1m7 thôi. Hiện nay phôi em nghĩ cũng phải tầm sấp xỉ 1m4 rồi. Nó chỉ lên đến 1m7 3 phân nữa là được. Vâng. Mấy cái vết này là tự tay anh Thịnh anh cắt xong anh đục. Vâng. Những cái cây phôi lớn này thì phải trường kỳ, phải lâu. Nhưng những cái cây này thì khi hoàn thiện thì đã rất là quý. Bà Sa Huy hôm nay đến thăm vườn Yến Thịnh và được xem, được chiêm ngưỡng những cái cây tiềm năng như này. Thì cũng chúc cho anh Thịnh sẽ tạo tác và chăm sóc tốt để những cái phôi này, những phôi tiềm năng này, tiềm năng lớn này sẽ một ngày gần nhất sẽ thành những cái tác phẩm quý và đi ra sân chơi được mọi người khán giả yêu cây trên cả nước và những chuyên gia đánh giá cao, bởi vì đây là những cây rất tiềm năng rồi và bây giờ chỉ còn định hướng đưa ra những cái phương án tối ưu nhất để làm sao khi hoàn thiện tác phẩm đem lại cái giá trị nghệ thuật cao nhất. Thưa quý vị, Bà Sa Đốc Huy hôm nay lên vườn anh Thịnh ASEAN và chia sẻ cho quý vị ngắm những phôi quý của anh Thịnh ASEAN. Anh có rất nhiều cây, nhưng trong thước phim này có 2-3 cái phôi ấn tượng, phôi VIP. Và bấy nhiêu cũng là quá đủ rồi. Và chúng ta sẽ cảm nhận được anh Thịnh anh ấy chơi cây thế nào và mua cây thế nào. Và xin chúc mừng anh Thịnh. Và hy vọng mà lần sau Sa Đốc Huy lên thì còn chứng kiến nhiều cái thay đổi và nhiều cái đồ mới nữa. Xin được cảm ơn quý vị và Sa Đốc Huy xin phép quý vị được dừng lời đây. Xin được chào tạm biệt quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.